nhưng mà mình thích cái này cứ học các promotion mà muốn ông túc hết còn miền promotion mình tham gia đấy và cái này miền stock chi hàng Samsung của đây và cho stock mấy complete bài chui live pack và mình thích smartphone này mua chỉ phải complete về lôi mà lấy son chất và muối cái đấy và muốn và bảy bảy đó nâng son pet chấp làm môi sai pram đập pi sản phẩm này tới cá complete từ nẹt nó ba mình thấy smartphone được đặt lên và lấy riêng lên lơ bạc cho mà từ nẹt từ nóng tới mình bạn ngay đi lấy riêng tim rồi bong phố mà cứ iPhone 6 đập một mũi chi sát cái đẹp e tập bài chấp pram là thế mà sát đôi thứ mấy thêm đó và iPhone 6 như cứ sát cái đẹp e thêm đó bong phố mà bài chấp pram là ai vô bán mà rồi ba bài chấp pram là iPhone 6 năng mà rồi mùi101 นี่ คือ ประเภท 3 Huawei Nova 3 E RAM 4 32GB บ่าวๆ มา Nova 3 ด้วย อึ้ง สะอาดแม่นแท้ ทั้ง 3 ได้เนาะ ចំពោះតម្លៃ บ่า ផ្ដល់ ជូន ត្រឹម តែ บ่า ថ្ងៃនេះ លក់ ឲ្យ តែ 125 ដុល្លារ ទេ លេខ រៀង ទី 101 Huawei Nova 3 E នឹង ประเภท 3 គេ ហៅ ថា LG G7 បងប្អូន មក 102 165 RAM 4 64GB và sạc tại đó grade A tầng 2 đảm tại đó. Nâng lệ riêng tim 103 ប្រភេទ 3 cái hai là J57 2017 từ 73 đô la tế RAM 3 và 3 RAM 32. Chẳng đảm lại này cứ special สําหรับ bạn bạn nào trời ca và ប្រភេទ 3 ប្រភេទ Samsung nâng ប្រភេទ model một tiếp cứ 304 83 đô la J737 bạn bạn mà miễn 2 pô pô trai nâng pô bạn hãy đặt bộ máy và tập bộ model này cứ chín năm bật lên pin đọc bằng bảy hai amper ngày một phay cho pin đọc bằng bốn hai và ai chơi cá complete từ nhà từ nấu mà model này bằng pin đọc bảy hai đọc mà ai chơi bán cho pin đọc bốn đấy tập ba tập bay là lá tên mà rồi buồn mong rồi buồn ba năm rồi pram và pet chu sinh như sa tay mà đông mong mà tôi rọt đòn tế rọt đòn sai sập tay ngày này cứ lâu sa dân tập đạo mong bốn chơi cá chu sinh cho em bay sang pin thằng ngồi chiên bay bón ba lũ ta sai tập ram là tết scan một tiền và ở chi chu sạch ni nâng prophet mà rồi pram môi mà rồi pram môi ni cứ prophet ở chi h screen sam sắp bằng bảy là lo tại đó mà miền đã buồn kêu tết không thấy tình lệ lê là nơi mà tin ní khi ông ban nâng tình lệ đâu tới miền mà rồi bằng môi sam tiền ở tại mình đâu tại sam sắp bằng bảy là tết mà rồi bằng ba prophet chu bằng bảy bằng ôn mà rèm bảy chi sam sắp pi chi sa tại mình đó chu bằng bảy ni cứ mình nghe rồi tết đôi vì ba vi mà phê chẳng bàn tay tui mà chú bằng bấy vi bọn đọc bằng mũi học sợ bây giờ là chú sợ vén mà rồi bằng bấy chất sợ bây giờ là bằng phôn ai chơi được bán ra em bây xam sợ bây chi xa tàng bây đàm nó mà kể đẹp e bằng phôn mà kể đẹp e chẳng cầm phê ba tên nhạc thân nó mà rồi bằng bấy chất sợ bây giờ là tế nâng rồi bằng bốn bằng phết S vén mà S vén cứ tui nơi kể đẹp e xa tàm nó mà tầm lấy rồi đó cứ mở đổi chiên ở nó tay ngay ní mà như thế lụa tài cao như sắp năm đó là tên bảo hệ Samsung S7 là miền riêng Smart Slim RAM 4G và Samsung 2G complete mà rồi bảo 4 cao như sắp năm đó là bạn nâng mà rồi đọc bóng bóng mà phát đo chung trong tài Samsung 7 đó là tên và một đề này cứ bảo hệ G đang tu sát và thay nó mình đến là Samsung 7 giới lên bài tự tin thay lại với đi và tờ Samsung 7 là thay nó đây bóng bóng mà lỗ pra cua xong ba nâng mà rồi đọc mùi sai dọc bây giờ là em phi đọc một mùi chi bởi phía style low thu ba xa tay em đông cái đẹp e bằng phố mà cái đẹp e tay em đông mà tích tích đưa gọi ách bác thì tích đến tay thần hiểu chún nâng bởi phía mà chi bít bởi phía ní cứ xam dọc bây chi bằng phố mà thay bằng tay ta xam dọc bây giờ là tê mà rồi đọc phi miễn là phi crop tê mà đúng rồi cũng thấy lẹ lệ bằng phố ná ba nâng bởi phía style low one ในประเภท นี้ คือ grade A บ่าวๆ มา ตำไล ตรม តែ บ่า 35 ดอลลาร์ ទេ ស្អាត តែ ម្ដង និង ប្រភេទ បា V20 បា សូម ឡើង ថ្លៃ បន្តិច បា សា ថ្ងៃ នេះ គឺ low low គឺ low ស្អាត grade A បា low low ស្អាត តែ ម្ដង បង ទិញ ជើង នេះ គឺ មិន ខក បំណង ទេ បា ស្អាត ទាំង 5 តែ ម្ដង V20 RAM 464 114 complete chill 62 ดอลลาร์ nâng mà đổi đọc pram bởi phết ơ chi đang tu sát x power lúc ta sai sắp đỡ là thế bóng bóng mai sốt tèm đông bó tật bệnh hơi sát ở mình cả lực lại thế cả đẹp ế dẫn trong hai chút bóng bóng này trong mình thảm ca thẩm sai sắp ai cho một đơn đi bàn sát mình đang mang như thế ba nâng mà đổi đọc bởi môi sai sắp phi đỡ là bởi phết x pram rồi ba mai ôi thamay mình tên tèm đông mà mình thôi mà đàn thế bóng bóng là cứ chưa lấy cho một đơn đi cứ mình khó thể căng thống sát bà căn prao bán xong rồi mà sát bên tay này chụp xe cứ cái đẹp ế hói bà cứ ế cọng với thông điện chắc ai chơi đây cho đi bán là xe sắp đợt lá thì
bạn chẳng gặp lịch chưa được dùng rồi đọc môi mà đọc bằng phơ và phết Essex mà Essex này cứ nhóm lang thay bằng tách để xa làm lại biết chất tập phòng bấy để la để xa một đêm này khi nhóm tình máu bà cứ thamay thamay làm đó mà cái đẹp ê thamay chẳng bóng phố này trời ca và phết smartphone này miên làm lại xong rốn hay mà tắt sát chưa được dùng đêm đi ban tình yêu chung thang nơi thamay cái đẹp ê mùi tắt tình yêu mà xét chung làm đó nâng mà rồi đọc làm bay ba mươi đôi đắp bằng bảy nít nhau bằng hai chun là miền pi một đề miền khmer miền prạm miền ích khem rồi một phay mũi nằng ích buồn rồi ba mũi đầm lại trong tại sai trong tờ là tới hai miền scan cái dài đây nên càng kéo đem pi chí ba mà chi chi ngay nằng à memory đó là sam số pi năm và lát pi pon ba đầm pa đầm bảy hay một đề nít cứ cái hai đa miền scan cái dài đây tiếp nằng vai sách bóng ôn mà đo chun tay sam tập pram tê tay grade a đem đâu sam pram miền đây bằng miền đã bay cái đường đấy nâng prophet là note 4 original xin đem đó ba note 4 này cứ đòi chun trong tại hai sam pram là thế bỏ không ai miền đã pi cái đường đấy nâng prophet mà ở gc3 đã miền ram bay sam sập pi g sam sập bằng bay đó là sam miền tây mong muốn mà sam miền tây cái đấy đôi thằng mày mình thò mà đang để làm lại này cứ từ nay chun hai mà đòi mà pay muôi sam bay và nâng mà đòi mà pay pi đã miền làm lại trong tay hai sợi bay giờ là tê mà rối mà pay pin nhưng mà co bay mà co mình tên làm đó hơi sạch hơi mình nghĩ rồi thì bọn phôi vật hết chi ích pram rồi đọc đài miên chứ năm và lật đo tại phía bọn đọc bảy khai pram hay lụt là hai sợi bay thì mình kênh cái giải đây và nơi càng cao ý nâng miên camera chứ bác nâng miên camera còn mục đo tại phía crop hai sợi bay thì thế bọn phôi người po với cái giấy cứ em làm đó mà po đôi vật hết chứ năm mà phía bọn đọc bảy đọc bốn nhé năng prophet cái đèn thu ba mà rồi mà phải bay sai sắp đặt lá một đèn ít đôi chia ba đắp vào mũi chi đây thì bạn mềm thì tục bia bàn chân là ở trá ai đại xa bán cụ xóm prophet ơi chi chi sách đèn lên lưu đáy trong nít bóng phô mà cái đèn ê tẹn ọc ba đem buôn xam phí bí phôn năm bấy và nít bóng phô mới xin làm biết bí phôn năm phô mũi cho bí phôn năm phẩm phớt nhanh hai bí phôn năm bấy bằng thầy bàn chân bí phôn năm bấy chạy chân dịp bí phôn thế bóng phô mà cứ bỏ khiêu nâng phô gồn bà tập bịch chả nên chắc làm lại đi cứ lo xa luôn con kia bà xã tay mà đón tại chất sập ba từ là tên là bóng phôn cho sang xạ ca sổn kiến chất sập phẩm bay từ là bóng phôn cho tình niêm mà xét ba hơi do cái đẹp ế xa bà dạ phê phí khai bay tập bay từ là nâng xâm lạc bóng phôn này trời ca bảo hết bà ế pram đi cứ mình ế bay đọc phẩm mũi ớt xa để tích 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 có phần tác nhau mà lộ tại hai sắp phẩm bay là tên là sản phí tích tích xâm lạc bóng phôn này trời ca cứ đồng lại lo tay mà đó hai sắp phẩm bay là tên một đề là bay vì bọn là phẩm môi ba năng mà đôi mà phê phẩm môi bảo phết cái hai ta ba đọc phẩm bay này bay ní cứ bóng phôn nhưng tinh chả hơn có phần tác là sao mà dạ muốn khang phô nọt miên tê và xông bay là chê phô plus ở nhóm lộ mà đôi đọc mà đôi bay lại đây chẳng bóng phô này cho đọc phẩm bay ní cứ lại lỡ mà đôi sai phẩm công tác cho năm đọc phẩm bay hay em viết đó là buôn chi học sự buôn chi hay này bay đi ba sát mình tên làm đạp ở bộ phết một đề kê hai tha ba kê hai tha ở em bơ đọc bằng bấy nên nâng bộ phết mà một đề một tiết mà rồi mà phê bằng bơ hai sắp phí là lá tế ba cứ chê bằng bơ một phê bằng bơ là cứ chân nằm mà cái hai là vai thu có một tay một đề này cứ cọp hay bằng bộ cọp mẹn tên hay thu lại thì cứ mình nghĩ rồi thì hai phí nhưng mà đau cứ gọn miên là lại nâng tế xong ra bóng bóng này trời ca ê pram mà phí bóng là đọc pram ba đọc pram mà lụa ta hai sắp đi là đây một đề này cứ nơi sát sát và minster mà đam tại đọa chân chung đấy bọn bọn hai chết đơn cho sát có bán cho sơ có bán đấy tầm lại khóc như bằng tạch bằng tôi đây ba hai chữ pram là lá nắng mà rồi mà thấy pram buôn bọn bọn alpha mà cái này để xa với sát cả đẹp ê bàn chân tầm lại với rằng buộc phi bây giờ là thế là sai sắp đi là đây alpha đi lụa mình toàn này bọn bọn mà một đề này ở tầm miên cứ ở hấy mà rồi sam sắp lập hết bà ơi chi chi pho để sao mà đề ní cứ nơi sát cả đẹp ế nhưng mà xô mà bà đầm lấy tâm tại hai sắp pi tê bà đầm lấy chá nhưng lúc hai pram mệt hai ní nhóm cho chung bây giờ lá tại hai pi tê nâng mà rồi sam môi lập hết ơi chi tu đang sát slim ơi chi dũ đại miên bà chẳng mua biết đó tại F7 rồi mà phây cua xin em bà lật pi pon đọc là môi khai đọc chẳng đầm lấy thùm lập bông bông tới cá tại sai sắp là tế bà bông bông ba năng mà rồi sam pi ba mà rồi sam pi nó cứ đầm lại giờ bắt đầu chun là nè nè mà rồi sam pi nó bắt đầu chun bon là thu lại đấy là sam sắp phẩm bốn là đấy bông bông cứ prophet ơi chi chi khác và mình là pi đam đấy sam phẩm bốn lại nâu tuột đây
inox ក៏បានប្រាក់ក៏បាន gold ក៏បានអត់មានតម្លៃហ្នឹងទេប្រាប់ឲ្យហើយបាទមកដល់កន្លែងដល់ទៅដាក់លេខដាក់ទីតាំងហើយនឹងតំណែងមកមិនតិចមិនបានតម្លៃល្អប្រភេទគេហៅថាHuawei បាទ Y2 បាទលក់ជូនត្រឹមតែ54ទេ133បាទនឹង134ផ្ដល់ជូនតែ40ដុល្លារទេប្រភេទ K120ដែល memory ដល់តែបាទ16ជានោះនឹងប្រភេទ S6 បងប្អូនបងប្អូនដែលតន្ទឹងរង់ចាំ S6 ស្ដើងស្អាតនេះបាទខ្ញុំបានមានតែ2គ្រឿងជូនទេតម្លៃលក់តែ78ដុល្លារខុសជាមួយនឹង S6 តែ10ដុល្លារទេបាទអាចជ្រើសយក S6 បានប៉ុន្តែប្រាក់ជូនហើយមានតែ2គ្រឿងទេក៏តែមានអ្នកកំមង់ហើយខ្លាយក៏មិនតាន់បានតំណែងទៅបាទនឹងប្រភេទ model 1ដែលទៅតែនឹងចាញ់ហើយតម្លៃធូរថ្លៃទៀតហើយគឺប្រភេទ S10 5G បងប្អូនបាទ S10 5G នេះគឺតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរគឺមានតម្លៃដល់តែ490ដុល្លារស្អាតតែ408បាទ RAM 8G 256អញ្ចឹងអាចជ្រើសយក S10 5G នេះបានស្អាតទាំងអស់ហើយនឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវរយៈពេល1ខែនឹងមានការទទួលបានកញ្ចប់ឆ្នាំងសាកកាសស្រោម screen 1 set បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ S10 5G complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងមកមិញតិចនឹងរៀបតម្លៃជូនមកនឹងប្រភេទបាទ S10 បាទលក់ឲ្យតែ400ដុល្លារទេ137 RAM 8 128G ដោយសារ S10 នេះគឺថ្មីទៅហើយអញ្ចឹងតម្លៃលើស10ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទទូចស្ដើងស្អាតហើយតែមានតម្លៃត្រឹមតែ400កន្លែងមើល S10 នេះសល់លុយជាង100ដែរបាទសល់លុយជាង100ដែរអាចជឿបានបាទអឺសំទោសសល់លុយ700បាទនឹងប្រភេទ138ដល់48ដុល្លារទេមាន RAM ដល់តែ 32G និងឆ្នាំ memory ដល់តែ 32G និងឆ្នាំផលិតដល់2019ខែ1ហើយ model នេះ scan កញ្ចក់ដៃនៅថ្មីតែម្ដងខ្ញុំមិននិយាយ grade A ទេខ្ញុំនិយាយថ្មីតែម្ដងបងប្អូនមកថ្មីតែម្ដងតែ48មុន55ចុះជូន7ដុល្លារប្រភេទ Chrome series នេះមុនគឺ 16G បងប្អូន X410 បានលក់តែ42ដុល្លារទេ139ត្រូវការតម្លាក់លេខបងប្អូន13942និងមកទៀតហើយប្រភេទ A818 ដែលមាន RAM 4 32G model នេះគឺ140ផ្ដល់ជូនតាម125ដុល្លារទេបានលេខរៀង140និងប្រភេទបាទគេហៅថា P9 Lite តែខ្ញុំសូមបាទឡើងថ្លៃ5ដុល្លារដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញអត់បានបាទខ្ញុំឲ្យគេថោកទិញឡើងបានហើយបងប្អូនឥឡូវវាមកបាទ grade A ចឹងឥឡូវលក់អីមិនបានមានតែលក់តែ50ដុល្លារទេ model នេះខ្ញុំចំណេញបានតែ3ដុល្លារគត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសយក P9 Lite មានស្គែនកញ្ចក់ដៃ RAM 216G ផ្ដល់ជូនតែ50ដុល្លារទេនិងAJ5 2017បងប្អូនបាទ model នេះឆ្នាំផលិតខ្ពស់និងមាន RAM 232G បាទនិងឆ្នាំផលិត2017ពាក់កណ្ដាលខែបាទ model នេះគឺមានខ្មៅមានការឈូកហើយនិងមានខៀវខ្ញុំបានលក់ជូនតែ65ដុល្លារទេនិងប្រភេទបាទគេហៅថា P10 Lite P10 Lite នេះ RAM 332បាទមានលុយខុសជាង10ដុល្លារជាមួយ P9 Lite អាចមើល model នេះបាន scan កប់បាទមាន gold 3ខ្មៅ3ខ្ញុំធានាជូនឲ្យថាស្អាតហើយមានឆ្នៃគូសាក់គូអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាចជ្រើសយកបានបាទលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ68ដុល្លារទេ144ដែលខ្ញុំមានតម្លៃត្រឹមតែបាទ85ដុល្លារ model នេះRAM memory 32G បាទនឹង RAM ប្រហែលជា 3G ឬក៏ 2G ជាងនេះអាចជ្រើសយក A818 នេះបានបាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែបាទតម្លៃត្រឹមតែគេហៅថា85ដុល្លារទេ A818 និង A8 A សំទោសបាទមិញ A6 Plus A6 បាទនេះគឺ A6 2018នេះ A6 Plus បាទ A6 Plus នេះខ្ញុំលក់ឲ្យជូននៅ117ដុល្លារទេ model នេះគឺនៅស្អាតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទស្អាតតែម្ដងមិនងាយរកឯណាបានទេគឺគូតសាយនៅភ្លឹង117តែញ៉ាត់បានទេ promotion នៅហាងម៉ាញ៉េទិកហើយជាពិសេសគឺវាមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយ2 scan កញ្ចក់ដៃថ្មវាកាន់មែនតើតែម្ដងបាទ146បាទចិត្តចប់ហើយបាទលក់ឲ្យបងប្អូនត្រឹមតែ103ដុល្លារទេ model នេះគឺបាទនៅស្អាតស្អាតគូសម103ដុល្លារ RAM 3 32សាក់ថ្មថៃស៊ីបាទនេះប្រឡាក់ទេបងប្អូនប្រឡាក់ទេជូតស្អាតទេបាទផ្ដល់ជូនពិសេសតែម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃបងប្អូនត្រូវការគឺលក់ឲ្យតែ103ទេប្រភេទ A7 2017និង110 147 73ដុល្លារ model នេះស្អាតមែនតើបងប្អូនមកគឺ J6
2018ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ73ទេគឺលក់ខាទេតែ75លក់73ដោយសារម៉ូដែលនេះអត់ស៊ីហើយយើងយកតែម៉ាក់ស៊ីក៏គេមិនលក់ឲ្យដែរអញ្ចឹងខាតខ្លះចំណេញខ្លះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ148ឲ្យលក់តែ225ប្រភេទ F9ក៏ប៉ុន្តែ F9 ថ្ងៃនេះបងប្អូនក៏លេខមើលបាទក៏លេខមើលឡើងវិញណាប្រភេទម៉ូដែលនេះគឺមិនមែន Grade A ទេសឹងតែថ្មីទៅហើយចំពោះតម្លៃខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនតែ225ទទួលបានឆាងសាក់កាសស្គីនជ្រោមធានាជូនដល់តែបាទ2ខែទៀតឯណោះនឹងប្រភេទបាទគេហៅថាF9 Plus ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ265ដុល្លារហើយទទួលបានតែទូរស័ព្ទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការឆ្នាំសាក់កាសស្រោមស្គីនបាទគឺ10ដុល្លារបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺពណ៌ផ្កាឈូកនៅដៃខ្ញុំនេះសឹងតែស្អាតបាទស្ទើរតែនេះមួយទេក៏ប៉ុណ្ណឹងថ្មីថ្មីតែម្ដងហើយចំពោះតម្លៃបងប្អូន265នេះគឺរកមិនបានទេ RAM 664GB បាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ F9 Plus ដល់ជូនធូរថ្លៃមែនទែន265មានឆាងសាក់កាសស្រោមស្គីនបូក10ដុល្លារអញ្ចឹង275 Grade A ស្អាតមានកញ្ចប់មានការធានា150ចុងក្រោយបងប្អូនគឺលក់តែ450ដុល្លារទេ F9 A10 Plus ដែលមាន RAM 8GB និង 128GB អាចជឿយក A10 Plus នេះបានមកលក់តែ450ទេសម្រាប់បងប្អូនម្ដងកន្លែងនឹងមានតម្លៃ Special បន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបានសេរីណាមួយបាននៅហាងមិនតិចកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងហាងមិនតិចនឹងព្យាយាមបានតំណែងទៅបងប្អូននិងកុំភ្លេចបាវេលុយមកលេខ076 ក្រេ 983 ដង086 45 12 12បងប្អូនខកពីលេខហ្នឹងកុំដាក់លុយណាប្រយ័ត្នចាញ់បោកឲ្យជន់ខលខូចអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអពមានបន្ថែមកុំភ្លេចបាទជួយ share បាទនៅវីដេអូនេះមួយដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តនៅមាញ់តេស្មាតហ្វូននិងព្យាយាមរកតម្លៃ special ជូននិងប្រូម៉ូសិនបន្ថែមជូនអញ្ចឹងសួរជួយ share ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅពេលក្រោយ